Căn cứ điểm A khoản 1 điều 218 luật đất đai 2024 thì đất nông nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ, chăn nuôi, trồng cây dược liệu thì không cần chuyển đổi. Đồng thời, việc sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích phải đáp ứng các yêu cầu sau đây. Không làm thay đổi loại đất theo phân loại đất quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 9 và đã được xác định tại các loại giấy tờ quy định tại điều 10 luật đất đai 2024. Không làm mất đi điều kiện cần thiết để trở lại sử dụng đất vào mục đích chính. Không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Hạn chế ảnh hưởng đến bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường. Không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các thửa đất liền kề. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Tuân thủ pháp luật có liên quan.